quay trở lại trên phương Na Uy, cuộc sống Na Uy, người Việt tại Na Uy. Hôm nay chuẩn bị giao thừa rồi, 2023 qua 2024. Tụi em đi siêu thị xem pháo, mua pháo về đón giao thừa, sẵn đi vòng vòng xem có gì để mà mua không. Mà cái gì theo dõi nha. Đậu ở ngoài bây giờ là trường mọc đậu rồi. Bây giờ em đi ra chỗ bán pháo ha. Em xem thử coi có gì đặc biệt để mua không. Thì em nghĩ nó ở đâu ngoài đây. Hoặc là ở phía sau. Thì là ở đây không có. Ở phía sau thì xe rửa điện. Rửa điện này công ty của em á, chỗ làm của em. Hôm nay em không đi làm. Ê dạ. Tên bán dài dép. Chỗ của ông già Noel nè. Trước Noel là ông ở trong này, ông cho quà mấy đứa nít. Do cái thời điểm này quần áo nó hạ nhiều lắm. Qua tháng 1 nó hạ 50-70% luôn đó. Bây giờ là một số đó nó hạ 70%, đa số là 50% rồi. Đó, hôm nay cũng có 70%, 40-70%. Giờ em ra phía sau này, như bán pháo phía sau nè. Liều bán pháo cho đó. Hello. Ok. Ok, tí xin phía mà khách tình hình. Đã đã đi, đánh. Mấy nhà lầu ta cũng dành phần trang trí này. Sơ vậy, vô tháng 1 sẽ hạ nhiều hơn. Tháng 1 hạ tới 70%. Có nhiều cái nửa giá của 70% nữa. Nếu mà đi qua đây vào tháng 1 mua đồ rẻ sướng hơn. Anh đang bên Vascon. Anh cũng có bán pháo không? Đây. Đó. Giờ coi. Chờ đợi tới ngày giao thừa nha, sẽ có nhiều cái vui.
cuối năm rồi, chuẩn bị chuyển qua năm mới rồi. Còn một ngày nữa là Tết Tây, đổi qua năm 2024 nha. Bây giờ em đi dạo một vòng siêu thị coi pháo tiếp tục. Bầu trời xanh đẹp. Đó, dưới đất cũng còn tuyết lạnh. Ở ngoài nhiệt độ khoảng trừ 1 độ, trừ 2 độ gì đó. Chữ Kỳ Bakery là chỗ bán pháo nè. Trong đây nó có bán pháo nè, bây giờ mình vô trong này. Nhưng mà nhiều chỗ lắm. Ở đằng kia cũng có. Rồi múc đằng kia cũng có, nãy mới chạy vô thấy. Nghe mùi thuốc pháo. Giờ vô. Qua tới bên đây coi nó có bán pháo gì khác lạ không. Dưới đất còn tiết rồi, tối xuống là trừ cho nên nó còn đóng băng. Giờ cuối tuần á đông ghê, không có chỗ đậu xe luôn. Không có chỗ đậu xe luôn. Đang đi lại cái tiệm bán pháo coi. Cái gì đặc biệt không? Để nửa giá thôi mà. Ở đây tối rồi. Ui. Baby you give me ice and fire. Trù. Khô trù. Bánh
Hay là ngày 31 tháng 12 cuối năm 2023 và chuẩn bị qua 2024 thì nhà có cái tiệc nhỏ ăn uống no xê no nê rồi mới ra ngoài đốt pháo ăn mừng. Thì bây giờ xung quanh nhà mọi người cũng đốt đùng 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 rồi, làm cho em nôn nao. Thì chút nữa khoảng 12 giờ, gần 12 giờ thì mọi người sẽ ra đốt pháo. Mời các chị theo dõi nha. Wow. 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 Vô. Đây mình ngồi mẹ. Liếc liếc nữa hả? Yo, giờ mọi người cùng nhau vô bữa tiệc ăn mừng chào đón năm mới 2024. Hết 23 rồi mà 24 nha. I don't want to go to work because my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. You think you're that guy? That I'm not even meeting her for the open in there. Đập nó luôn. Em hết luôn rồi. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. And I can't lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there. Cái rượu vô coi với coi. Giờ cả nhà ngồi chơi đợi tới giờ đốt pháo là đốt pháo rồi. Bên này là giờ là 8 giờ tối, 4 tiếng lẻ. Thì gia đình ngồi chơi ăn uống sô-cô-la, rồi ngồi nói chuyện trên. Chờ tới giờ ra đốt pháo, chào mừng năm mới. Yeah.
Bánh này là bánh truyền thống của người Na Uy à. Dẻo, ngọt. Nó ai cũng có thể ăn thử bánh này. Ngon, béo, dai, dẻo, ngọt. Okay, everybody, score for 2024. 2024. Yeah. Nhưng hai cái ly này là xỉn luôn á. Cốc tay. Sex on the beach. Sex on the beach. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina ăn kẹo. Ai biết. Mấy chỗ xa xa bắn pháo bông cũng nặng. Ok, score.
Cuffo, prova il teenage. Io vai. Nó bị rớt cho đó, nó cháy của cái đó liền. Bum. Dùng cái dây này nè, hay dây nhỏ này cũng được. Đó mày. Đó mày. Ừ, đốt xong dùng ra. Nhớ mấy đường nít chơi rồi nhỏ. Chỗ
kia là mọi người giờ đang đốt y xèo đó, là chưa còn 5 phút nữa đó, giờ nó bắn rồi nè. À, con gì vậy em, đeo mắt kiến giờ nữa sợ nó vô mắt đó. Mấy cái này nè, cái này đồ chơi nít mà đã bắn xẹt mà. Đó mẹ đang ngồi kìa. Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu cái bự á? Ồ, giờ đúng 12 giờ nè. Đó, bắn rồi kìa, bắn rồi kìa. 12 giờ nó bắn rồi nè. Bắn đó đó, ở đó. Đâu đây? Lum đó là chỗ nào cũng bắn á đó. Còn giống nó còn quá vậy. Ôi bên kia bắn quá chừng luôn kìa, còn bự nữa kìa, hang trong bịch đó lấy ra. Đốt bên này nè. Hả? Ừ, cái lỗ bên này nè. Bên này nè. Bên nào bên số 1 á. Ừ. Đâu vậy? Happy New Year mọi người ơi, Happy New Year. Tiếp 67 phát. Mọi người trong có con chó không ra ra ngoài được, chó phải ở trong chứ chó nó la sùm. Bây giờ đốt mấy cái nhỏ đi. Thôi đi ghi.
It's shitting on my mom now. 3, ready, go. Yeah. Oh my God. Happy New Year! Happy New Year! Everyone. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sandra! Happy New Year! Có ba ly hả? Nè, có ba nè. Ừ. Có ba ly này của anh này, thấy không? Nè, là đi. Cảm ơn cảm ơn. Đỡ ốc xin mọi mở cho em cái ly của nó đâu. Where your glass? Yes, now and 1, 2, 3, score. Score. Yo! Cảm ơn mọi người theo dõi và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Các anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh đạt. Bye bye và hẹn gặp lại. Hang着，hang着，就这个。